Vâng, xin chào tất cả quý vị và xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại quay cho quý vị và các bạn một cái mảnh đất nằm ở xã Jun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và cái miếng đất này thì đã được gia đình đang bán tạp hóa. Chiều ngang là 10m và chiều sâu là 50m. Đó, thì cái miếng đất này giá chủ nhà mong muốn là 1.650.000 nha các bạn. Và từ cái quán tạp hóa này, từ cái mảnh đất mà Giáp đang quay cho mọi người cùng coi này, mà ra đến trung tâm Chư Sê, đó là 3 km. Và từ cái tạp hóa này mà đi vào đến ủy ban của xã Jun ấy là khoảng 800m. Đó, từ đây đến trường học cấp 2 là độ khoảng cũng khoảng 700-800m nhé các bạn. Và bây giờ thì Giáp sẽ quay cụ thể cho mọi người cùng coi. Đây các bạn, đây là cái quán tạp hóa. Quán tạp hóa của gia đình thì đang buôn bán ở đây. Và theo cái con đường này, theo cái con đường liên xã này mà chạy thẳng ra đến Chư Sê thì độ khoảng 3 km thôi nhé các bạn. Đây là đường cách mạng, thẳng đường cách mạng vào đây thì chỉ 3 km. Và toàn bộ xung quanh đây thì cũng có rất là nhiều các cái hàng quán. Đó nhé các bạn, đây là toàn bộ khu vực hàng quán này. Thì cái miếng đất của chủ nhà muốn sang nhượng thì nằm ở khu vực đây. Từ cái mép cái bảng này mà kéo sang bên đây là 10m và chạy sâu là 50m. Thì tí nữa Giáp sẽ quay cho mọi người xem cụ thể ở bên trong. Và theo cái con đường này chạy vào đến ủy ban của xã Jun kia thì tầm độ khoảng 700-800m nhé các bạn. Và ngay cái ô tô mà đang đi lên đây, đó là một cái con đường tỉnh lộ 438. Và ngay cạnh đó thì là người ta đang xây dựng con đường một chiều. Tí nữa thì Giáp sẽ quay cho các bạn xem cụ thể là con đường. Mà thôi thì Giáp sẽ đi quay luôn. Đó, cái con đường này rất là đông đúc xe cộ đi lại. Mà xung quanh thì buôn bán rất là nhiều. Và theo như chủ nhà chia sẻ thì một ngày bình quân là sẽ thu nhập độ khoảng 500.000 một ngày là rất là khỏe nha các bạn. Đây là con đường thì Giáp sẽ quay cho mọi người xem xung quanh một tí. Để cho mọi người có thể hình dung được là xung quanh như thế nào. Đây là đối diện bên nhà mình thì toàn bộ đây, nhà nuôi ong chuyên xỉ đây gì đó. Đó, và đây là khu vực thu mua chanh dây. Và đây là theo con đường Giáp sẽ đi xuống cái con đường 438, là cái đường tỉnh lộ 438. Theo đường này thì các bạn đi xuống ủy ban thì Giáp sẽ quay luôn cho các bạn cùng xem là cái con đường một chiều Giáp nói nhé. Đây là cạnh đây là một cái cửa hàng buôn bán. Và như các bạn thấy là đứng từ đây mà nhìn thấy cái tạp hóa của mình thì ngay cái biển kia đấy. Cái tạp hóa của mình thì ở đây rồi. Và đi từ đây xuống cái đường tỉnh lộ 438 này chỉ có một xíu thôi. Đó là cái ô tô rẽ và là được vào đường tỉnh lộ. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng coi là cái đường một chiều mà như Giáp nói là chạy thẳng sang Chư Sê. Thì con đường một chiều này đã được làm chưa và như thế nào, cụ thể là như thế nào nhé các bạn. Đây là cái đường tỉnh lộ này, chạy thẳng ra Hàm Rồng, chạy thẳng lên Gia Lai này. Đó, ngay đây coi như sau này chỗ này sẽ thành một cái ngã tư. Và đây như các bạn thấy thì con đường đã được làm. Đây toàn bộ cống bi thì cũng đã được nhà nước đổ và xây con đường này. Đi lui vào phía trong đây, Giáp sẽ đi thêm cho mọi người cùng coi phía bên trong. Nói chung là mình nói là có con đường thì mình phải quay là xem con đường đã làm chưa hay như thế nào, để cho mọi người cùng biết được, chứ không nói này bảo nói dóc nha các bạn. Đây là cái con lươn, ở giữa này là một cái con lươn để ngăn cái đường này ra thành là đường một chiều. Và bây giờ Giáp sẽ đi lui vào trong đây để quay cho mọi người cùng coi. Tí nữa thì Giáp sẽ quay cho mọi người xem hàng quán. Nói chung miếng đất Giáp sẽ quay như thế này á, để cho mọi người biết được là cái miếng đất này nó có tiềm năng hay không. Đây là đường ống đã được nhà nước chôn này. Và phía bên trên kia đây, đi thẳng cái đường này ra thì cây xăng số 10 của trung tâm Chư Sê luôn. Đó, con đường thì trên kia máy nu máy đào đang ở trên kia nhé mọi người. Đây là cái con đường. Dù sao thì mình cũng phải quay cụ thể để cho các bạn có thể biết được. Đó, hiện tại là phía trên kia con đường. Đây, nhà nước đã bắt đầu đang san. Tận trên kia cũng có cái xe lu đang đứng ở trên kia rồi các bạn kìa. Đó là từ cái con đường này là chạy thẳng sang. Chạy thẳng ra đây là sẽ ra đến cái chỗ mà cái đường Giáp vừa lấy Giáp quay cho mọi người cùng coi đó. Thì là cái miếng cái tạp hóa của mình thì cách cái con đường này nó tầm độ khoảng 50m thôi nhé các bạn. Cái con đường con lươn này là khoảng 50m thôi. Thì là Giáp cảm thấy cái miếng đất này nó có tiềm năng. Và cái mảnh đất này thì là đúng là có 500m2 nhé các bạn. Xin lỗi các bạn là Giáp có điện thoại, Giáp nghe điện thoại xong Giáp lại quay tiếp cho mọi người cùng xem nhé. Và đây là Giáp đang đi ra ngoài. Đây đi từ cái con đường một chiều đấy Giáp đi ra ngoài nhé. Đấy các bạn, đường xá ô tô nói chung là chạy rầm rầm.
Đó, thì bây giờ Giáp sẽ đứng ở cái đoạn ngã tư này. Đây là cái khoảng ngã tư, một cái con đường tỉnh lộ 438. Và đây là cái con đường một chiều, nó sẽ đâm từ đây, đâm từ đây mà đâm thẳng sang, nối liền với cái con đường này luôn. Đó, thì cái quán tạp hóa của mình đứng từ cái ngã tư này, đứng từ cái ngã tư này thì tạp hóa nó ở chỗ kia. Đó, các bạn có thấy cái bảng chỉ đường là 13T và tạp hóa thì ở đó. Thì theo như từ đó đến đây thì các bạn hình dung là miếng đất rất tiềm năng nhé các bạn. Xung quanh thì buôn bán, nói chung là miếng đất này dành để buôn bán và rất tiềm năng. Thì Giáp đi từ cái ngã tư này, Giáp sẽ đi về cái miếng đất đó và Giáp quay ở bên trong xem tạp hóa rồi mọi thứ ở bên trong như thế nào. Đây là những cái cửa hàng buôn bán này, hệ thống ống nước. Thì Giáp sẽ cố gắng Giáp vào đi bên trong để quay cho mọi người cùng quay ở bên trong nó như thế nào nhé. Thì đây là hiện trạng. Nói chung là Giáp sẽ quay xung quanh để cho mọi người có thể hình dung được ở đây ra làm sao. Khu vực này thì cây giống rồi buôn bán rất là ok luôn. Một nơi rất là tiềm năng. Khi con đường kia hình thành thì Giáp nghĩ là miếng đất này nó không còn giá đó nữa các bạn ạ. Giáp nghĩ là nó sẽ khác. Và xin mời các bạn là cùng vào trong cái quán này. Hiện tại bây giờ là đường đi đông quá, Giáp không thể qua đường được. Sợ. Thì Giáp sẽ mời mọi người cùng vào trong quán để xem nhé. Nếu mà mọi người có nhu cầu mà mua cái miếng này thì chủ nhà cũng sẽ có nhu cầu mà bán quán đó, là chủ nhà cũng sẽ sang lại toàn bộ hàng quán cho các bạn luôn. Chiều ngang của cái quán này từ bên đây, từ cái mép bên đây qua bên đây là 10m nhé các bạn. Và hiện tại thì chủ nhà có làm 6m, 6m là làm cái quán này. Còn cái phía bên đây là chủ nhà có đang rang xay cà phê. Đó, đang có rang xay chế biến cà phê. Thì nếu các bạn mà mua thì các bạn để cái khu vực bên đây các bạn có thể là kinh doanh phân do rồi các kiểu cũng được. Và xin mời mọi người là cùng đi vào trong. Đây là toàn bộ cái cửa hàng của gia đình bạn ấy bán. Một cái cửa hàng cũng khá là đầy đủ nha các bạn. Xin mời mọi người cùng vào thăm trong nhà đây. Cái căn nhà này thì cũng khá dài, từ đây vào đến trong kia được khoảng 20m nha các bạn. Chiều ngang thì được khoảng 6m. Thì đây là toàn bộ cái khu vực bán hàng quán của ông bạn. Đây thì xin mời mọi người cùng vào trong tất cả hàng quán. Nói chung là cũng đầy đủ và bày trí thì cũng theo kiểu siêu thị mini chứ các bạn. Đây là toàn bộ hàng quán. Ở đây thì cũng có đầy đủ hết rồi. Nhà vệ sinh rồi nhà tắm là đầy đủ. Và đây là có một cái trần. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu thì các bạn có thể làm một cái gác. Mình để hàng này trên đó cũng được, ok luôn. Và đây là Giáp sẽ mời mọi người đi vào trong. Thì bên trong là như vậy các bạn. Đó, đi vào trong đây. Đây thì khu vực này là có bếp nấu ăn này. Rồi hàng quán thì ở bên ngoài này. Đó, các bạn mà có nhu cầu bán quán là rất ok. Phía bên cạnh kia thì các bạn có thể bán thêm phân do đầu tư. Và đây là một cái nhà tắm. Một cái nhà tắm rất là to luôn các bạn. Và nhà vệ sinh thì bên đây. Còn khu vực này là có thể thiết kế được một cái phòng ngủ hay cái gì đó. Và khi các bạn đứng từ đây thì đằng sau là view rất là đẹp nha các bạn. Xin lỗi mọi người, là mình lại có cái điện thoại. Máy quay của mình nó bắt led không được. Đây, view đằng sau rất là đẹp nhá mọi người. Xin lỗi mọi người là tớ có điện thoại một tí. Thì bây giờ Giáp sẽ lại tiếp tục quay ra cho bên ngoài cho mọi người cùng coi. Bây giờ Giáp từ bên trong này Giáp đi ra ngoài nhé mọi người. Bây giờ Giáp sẽ đi ra đằng sau, phía sau của miếng đất này nhá. Hiện tại bây giờ thì miếng đất này là chủ nhà đã đang làm cao hơn mặt đường, nhưng mà phía sau thì nó sẽ sâu hơn một chút. Nó sâu hơn. Đây thì mọi người cùng coi là hàng quán mọi thứ đầy đủ. Các bạn thì về đây việc buôn bán thôi. Bên cạnh đây, mời mọi người đi qua bên đây. Khu vực này thì ông bạn, ông ấy có ông em, ông ấy có xay và chế biến cà phê. Có nghĩa là rang xay cà phê. Và đây là cái lách đi ra đằng sau. Thì đất của mình là tới cái mép này. Thì mời mọi người đi ra đằng sau thì Giáp cũng sẽ quay cụ thể luôn là phía đằng sau này là nó như thế nào. Thì theo như cái móng nhà ra làm sao. Và các bạn đứng đây thì các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ là căn nhà của ông bạn mình, ông em mình, ông xây. Ở cái chỗ này thì là mua thêm 4m và cái chỗ kia 6m, tổng là 10m là toàn bộ khu này nhá các bạn. Đó, thì cái móng ở bên đây nó sâu hơn một chút so với sâu hơn. Đó, chạy dài vào là 50m thì phía đây thì còn được khoảng 30m chiều dài nữa. Chiều sâu vào bên trong nữa. Đấy, như các bạn nhìn cái móng thì các bạn cũng hình dung là thế đất nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Và nếu mà mình làm thì mình để con đường đây rồi mình chạy vào kia mình làm cái kho phân do hay là đầu tư hay là cái gì đó. Và buôn bán ở đây là một gia đình là sống khỏe luôn. Ok, và rất là tiềm năng ở cái con đường nhé các bạn.
mình quay rất là chi tiết và rất là cụ thể để mọi người cùng coi, cùng biết được, cũng đỡ mất thời gian của mọi người. Đây là toàn bộ khu vực hàng quán đây, ở bên đây luôn. Và đây là đường đi, mình đứng đây thì đường đi, đất hiện tại là chủ nhà đang làm cao hơn đường. Giáp sẽ đứng ở trong quán này, Giáp sẽ quay một vòng cho mọi người cùng coi. Đó, cái khu vực chỗ này này. Đó, khu vực mà mấy cái cột xây bằng gạch đấy, chỗ đấy là cái con đường một chiều sẽ thông thẳng qua đấy luôn. Toàn bộ đằng trước, phía trước là trại cây giống. Ở bên hông nhà mình cũng đây là cây giống luôn. Thang đường này là ra Chư Xê, quốc lộ 14, 3 cây. Rồi, xin cảm ơn mọi người cũng đã xem cái video này nhé.